Trên thị trường Mỹ, các nhà đầu tư nhận định cổ phiếu của một số công ty sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ chiến tranh thương mại. Đứng đầu danh sách này là Apple. Ai cũng biết táo huyết có mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác Trung Quốc và người tiêu dùng Trung Quốc đóng góp tới 1/3 doanh thu nước ngoài của hãng này. Cổ phiếu Apple đã sụt 2% tháng trước do căng thẳng thương mại. Ngoài Apple, Ford và Boeing cũng đang lao đao vì Mỹ và Trung Quốc căng thẳng, đơn giản vì hai hãng này không chỉ đầu tư nhiều mà còn có những mối làm ăn lớn với Trung Quốc. Trong khi đó, chứng khoán Trung Quốc là một trong những thị trường diễn biến tệ nhất thế giới kể từ đầu năm đến nay. Phiên hôm qua ngày 17 tháng 9, Shanghai Composite đã đóng cửa ở gần mức thấp nhất kể từ năm 2014. Về tiền tệ, có thể nói đồng nhân dân tệ là yếu tố biến động mạnh và chịu tác động lớn nhất của chiến tranh thương mại, khi chỉ trong 6 tháng vừa qua, đồng tiền này đã mất gần 10% giá trị.